Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thời gian gần đây thì không ít trường hợp sản phụ sinh con thành công ở độ tuổi từ 50 đến 60. Nhiều phụ nữ cho rằng là mình đã đến tuổi mãn kinh, không thể mang thai được nữa, cho đến khi mà đi khám và siêu âm thì thai đã khá to. Vừa qua, bệnh viện Quân y 354 Hà Nội cho biết đã đỡ đẻ thành công cho một sản phụ sinh thường, một bé gái nặng 3,2 kg ở tuổi 51. Sản phụ này đã là bà nội của hai cháu 11 tuổi và 7 tuổi, mang thai hoàn toàn tự nhiên. Theo chia sẻ của sản phụ, khi nhận thấy không có kinh nguyệt, bà cứ nghĩ là mình đã mãn kinh cho đến khi thấy trong bụng có em bé đạp thì mới đi siêu âm và bất ngờ biết mình đã mang thai ở tuần thứ 22. Cũng theo bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong quá trình thăm khám và điều trị tại bệnh viện, bác sĩ cũng đã tiếp nhận không ít sản phụ mang thai ở độ tuổi 50 đến 60. Điển hình như là một sản phụ 51 tuổi đã có cháu nội cháu ngoại, đến bệnh viện thăm khám vì thấy bụng mình to lên nhưng nghĩ là do khối u. Tuy nhiên khi siêu âm thì phát hiện là mình đã mang thai. Sau khi được các bác sĩ đánh giá các yếu tố nguy cơ thai nhi không có bất thường, sản phụ này quyết định sinh em bé và may mắn là em bé đã ra đời hoàn toàn khỏe mạnh. Theo các chuyên gia, trước khi bước vào giai đoạn mãn kinh, phụ nữ sẽ phải trải qua giai đoạn tiền mãn kinh và thời gian có thể kéo dài từ 3 đến 5 năm. Thực tế, ở giai đoạn tiền mãn kinh, nữ giới vẫn có khả năng mang thai, mặc dù tỷ lệ không cao vì lúc này bùng trứng vẫn còn hoạt động trước khi ngừng hẳn và các chuyên gia cũng cho biết là trong giai đoạn này thì phụ nữ không nên chủ quan và vẫn nên có những biện pháp để tránh thai phù hợp. Ngoài ra những sản phụ lớn tuổi khi mang thai thì nguy cơ em bé gặp phải những bất thường cũng sẽ cao hơn.